Thảo Tây Đô xin kính chào tất cả các bạn nghe. Thì mình cũng bận rộn nhiều việc, cho nên là trong thời gian gần đây mình không thể nào mình quay video nhiều để chia sẻ cho anh em. Thì mình cũng xin phép được xin lỗi anh em, tại vì cũng có một số anh em hỏi tại sao mình không ra video để hướng dẫn cho bà con chăn nuôi thỏ nữa, mà không phải là không ra nữa, nhưng mà dạo này mình hơi bận một chút xíu cho nên mình ra hơi chậm. Nhưng mà hôm nay có một cái nội dung như thế này thì bắt buộc mình cũng phải ra dành thời gian để mà quay video để chia sẻ cho anh em biết. Thì có một bé kia cũng là nhờ một cái video mà mình đăng mà mình chữa bệnh nấm á. Bé kia nuôi hai thỏ, mà thỏ thường như vậy nè các bạn nè, thỏ thường như vậy thôi. Bé ở Sài Gòn luôn, ở Bình Chánh á. Thì bé điện cho mình nói là em để hai con thỏ ở nhà cho bố mẹ chăm, em đi làm đi công tác một tháng về sau là con thỏ hai cái lỗ tai nó nhìn thấy ghê lắm, anh xem anh có chữa được không. Thì mình nói mình vừa quay cái hình con thỏ là mình nói ồ chà ghê quá. Thì mình nói là thôi để mình gửi cho một lọ thuốc 30.000 thôi về mà tiêm. Thì bé mới bảo là em không tiêm được. Bây giờ anh làm ơn anh cứu giùm em đi, bao nhiêu tiền em cũng trả. Tại vì cái đợt trước mình quay cái video mà mình chữa con thỏ nấm của một bé ở Sài Gòn bằng thỏ tai cụp mini lab á. Thì mình nói là em ở Bình Chánh đằng mà có gửi xuống được cho anh không. Mà nói thì bây giờ bé mới gửi xuống cho mình rồi. Mà mình tưởng đâu thỏ gì mà ai về đâu là thỏ nhà như vậy nè. Thỏ nhà y chang vậy luôn. Đó. Mà các bạn biết sao không? Nó bị ghẻ nặng quá. Mà mình nghĩ nó là đi công tác một tháng, không thể nào mà ghẻ như vậy được đâu. Mà trước khi bạn đi á, là thỏ bạn ở nhà đã ghẻ rồi mà bạn không chú ý tới. Tại vì bạn nuôi trong một cái chuồng thường thôi, chứ không phải nuôi trong chuồng đẹp, sạch sẽ. Cho nên là nó rất là bị ghẻ rồi. Các bạn quay video cho mình xem á, thì nó sàn của nó là đổ bằng gỗ mà bỏ rau muống rồi bỏ tùm lum vô nó ăn, nó dơ quá. Thì mình nói để anh gửi thuốc cho về tim, mà cứ bắt buộc là thôi bây giờ em gửi xuống cho anh giúp em cứu đi, bao nhiêu tiền em cũng trả. Thì mình nói luôn xuống đây thì thiệt ra thì chỉ có tốn công đi ra ngoài đợi xe lấy thỏ về, thứ hai là tim có một mũi thuốc thôi, mà một lọ thuốc á có 30.000 à, mà tiêm một lọ đó tiêm mỗi tay không hết, một lọ đó tiêm chắc 100 con thỏ. Thì anh chỉ hỗ trợ em anh tiêm, và khi nào thỏ nó sạch sẽ, nó sạch đẹp thì anh sẽ trả về cho em nha, chứ anh hoàn toàn anh không lấy tiền. Tại vì anh cũng cảm ơn em đã mến mộ anh thì mới nhờ vả đến anh. Đồng thời không phải vậy mà hiền, anh cũng phê bình em, nếu mình cảm thấy mình nuôi được, mình chăm sóc được con thỏ cho nó tốt thì mình hãy chăm. Còn nếu mà mình cũng muốn chăm mà không biết làm thì phải hỏi, chứ đừng im. Còn nếu mà chăm không được nữa thì mình phải tặng hoặc là mình bán cho một ai đó để họ có thời gian họ chăm sóc nhiều hơn. Đó là anh phê bình em. Còn nhiệm vụ của anh bây giờ là phải chữa cho em. Đó, bây giờ mình xin mời tất cả các bạn đến xem nha. Mình sẽ bắt hai bé đó vô nhà, chứ tại ở ngoài đây buổi trưa cũng hơi nóng, mình quay một tay mình không có xử lý được, mình vô mình bỏ cái điện thoại trong cái cây quay. Mình sẽ bắt hai bé thỏ ra để cho các bạn xem. Mình chưa quay đâu, để lát nữa mình quay cho bạn vậy là bạn các bạn nhìn thấy được, bạn ớn rồi nè. Mà nó bị ghẻ mà đến nỗi mà nó trở thành là nó hung hẳn luôn, đem về là nó muốn cắn mình luôn. Một bé nè. Rồi đây, thêm một bé nữa các bạn thấy không nè. Đó thì thôi, thì bây giờ mình cứ bắt ra đây đi rảnh rồi tính vô, chắc không biết ở nhà nuôi nó cắn nhau không biết nữa. Mình cũng chưa coi là giới tính đực hay cái luôn, nhưng mà thôi đi vô đây rồi mình quay cho các bạn xem cho nó kỹ hơn. Ở ngoài đây, ui rồi, con này cũng đực chắc luôn nè. Ây da. Bây giờ mình tạm thời mình sẽ nhốt vô cái chuồng.
tạm thời nhốt vô cái chuồng này, chuồng thỏ mà mình hay làm để mình ráp mình làm mẫu cho anh em đến mua. Nó ghẻ mà đến nỗi mà bây giờ mình bắt về nó muốn cắn mình luôn á các bạn, tại vì nó bị nóng trong người quá. Rồi một con đực một con cái, trời ơi, ở nhà nhốt chung vậy không biết có bầu chưa nữa, để lát khám thử. Mà con đực ghẻ nhiều quá, đây cho các bạn xem nè, nó rất hung hãn nha các bạn, nó ở dưới chân nó rất hung hãn, bởi vì là nó bị ngứa quá cái nó cắn luôn, nó cắn người luôn á, cho nên là mình theo bạn ở chỗ đó và bạn hãy cẩn thận. Đây này các bạn, mình rờ vô nó rất hung đó, nó muốn chơi mình luôn à, mày chơi tao tôi trả về luôn, tôi khỏi chữa luôn á, mày chơi tao tù quá trời ơi. Từ từ để mình chắc mình phải lấy cái cây mình quay mới được, quay về các bạn không thấy kỹ rồi. Rồi để mình bắt cái con hung hăng tới trước đi, bắt con hung hăng tới trước. Đây rồi các bạn này. Mình nằm im đây chưa? Mình nằm im đây. Đây các bạn xem này. Các bạn xem này. Như vậy thì các bạn tính sao giờ? Nuôi thỏ mà để dày sao các bạn? Phèo quá phèo bình rồi phải không các bạn? Đây quay ra đây cho bạn coi kỹ lại bên lỗ tai này nữa. Này. Các bạn thấy không? Đây tội nó chứ. Tội nó quá. Đi đây. Này nó định đớp mình luôn mà. Coi thằng giái không? Có đây nè. Coi chân nè. Chân nè. Chân có ghẻ nè. Lỗ tai thì chưa có ghẻ. Lỗ tai. À là ghẻ, không có ghẻ bàn tay mà ghẻ trong lỗ tai này, các bạn thấy không nè. Đây. Bên đây mới ghê gớm nè. Đây. Về làm sao sống nổi. Tôi quay làm sao cho các bạn thấy rõ đây ta. Đây. Đây. Mình thấy không? Quá ghê gớm mà các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ tiêm cho nó một mũi luôn. Nha, tiêm cho nó một mũi. Để coi như là nó cứu nó. Đó. Đồng thời cái con thỏ này răng nó cũng hơi dài nữa, phải cắt thôi. Đó. Tiêm cho nó một mũi liền. Thì với những cái đối tượng ghẻ như vậy nghe, thường nó ghẻ thì nó ghẻ trong lỗ tai, ghẻ vành tai, nhưng mà con này ở trong lỗ tai thôi. Đối tượng ghẻ này á thì mình tiêm gần 1 cc cho mình nha, cho các bạn nhìn lại một lần nữa nè, cái cục đây nhìn lỗ tai này ghê không các bạn, dày sau thọ sống đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tiêm cho nó 1 cc. Thì các bạn cứ mua những cái dòng thuốc nào mà nội ngoại ký sinh trùng, thành phần ivermectin về tiêm nha. Tiêm dưới da. Tiêm dưới da nha các bạn nha. Mày ngồi im. Mày cắn tao đi. Trời ơi, cái da nó sao già như vậy. Tiêm xong mình xoa nha. Xoa này. Xoa đều nha các bạn. Xoa đều. Rồi bắt đầu mình sử dụng một cái dòng thuốc xoa để mình nhỏ vô chỗ đó cho nó mau rụng, nó mau rụng khoảng tầm một ngày sau là tự nhiên nó rụng rất nhiều luôn á. Cứu xong bà này là coi như là chắc nổi tiếng luôn, ghê quá ghê à. Kết hợp mình xoa nha các bạn, xoa thì mình nhỏ trực tiếp, đừng có nhỏ trực tiếp vô lỗ tai, nó điếc tai nó sao. Mình nhỏ xung quanh cái bàn tay này nè, xung quanh cái bàn tay này cho nó chạy xuống là được. Nhỏ xung quanh bàn tay cho chạy xuống là được. Cái này nóng lắm này các bạn nhìn nè, cứ tởn không các bạn,
quá ghê gớm. Nói mình nói là đi công tác một tháng là mình không tin rồi, tại vì một tháng thỏ nó không có như vậy được, xúc chân luôn. Một tháng là thỏ nó không bao giờ bị vậy được. Cái đuôi nó cũng bị nữa nè, đuôi rồi, tôi xúc đuôi cho. Các bạn nhìn lại kỹ nè. Vậy thôi chứ làm gì. Các bạn thấy không? Kết được đó chứ. Nhỏ nhiều vô luôn. Đó. Rồi. Xong một con này rồi. Ủa, anh đã ngứa sao? Anh im luôn, anh hết cắn mình luôn rồi. Anh đã ngứa sao các bạn? Bây giờ nó bắt con kia qua. Bắt con kia qua. Xong việc với mày rồi, còn sót chỗ nào không? Nhiều con nó ngứa, nó chịu không nổi, mà con nó đau á, mà con này nó đã ngứa sao nó chẳng dễ dụ hết các bạn. Xuất thuốc vô là để im à, đi về. Mày dám cắn tao nữa đi, này cái đuôi đó nè, đuôi nó cũng bị luôn rồi nè, xuất luôn. Hai con một con đực con cái mới bỏ chung. Chung chuồng nó có phối không nữa. Con này thì nhẹ hơn. Con này thì nhẹ hơn các bạn, nhưng mà nhẹ là nhẹ so với con này thôi, chứ còn nếu mà so với con nào được, nó quá ghê gớm. Nè, các bạn nhìn nè. Con này thì cũng đâu phải dạng vừa đâu. Nó về đây. Thấy chưa? Trời ơi. Mình sẽ chữa bớt và mình trả lại cho họ. Và mình sẽ thông báo là nếu họ nuôi được thì họ nuôi, còn không nuôi được thì thôi dẹp đi. Dẹp đi. Đừng có hành hạ thỏ quá. Rồi, nằm im. Cho tao tim. Về mày tim mày sạch sẽ, mày nói với chủ mày á là nuôi được thì nuôi, không nuôi được thì thôi. Nha. Các bạn tiêm dưới da được rồi, nội ngoại cái sinh trùng tiêm dưới da thôi nha. Mấy đối tượng này tiêm gần 1 cm. Và tiêm phải chính xác vô. Rồi. Tiêm xong mình xoa nè. Xoa xong còn thuốc, còn. Xoa xong mình kết hợp xoa cho nó tan thuốc. Xong mình kết hợp mình bôi Mecomax này vô cho nó mau rụng. Để ngày mai là nó bung cho con, chỉ là ngày mai là bung rồi, chừng 5 ngày sau là đẹp như là Ngọc Trinh. Thỏ đẹp dây, mà con thỏ gần 4 kg giờ mà chơi về chết rồi, quá chán đẳng cuộc đời. Về xoa, rồi im xoa cho xoa nó ngứa quá là xoa đã ngứa các bạn, nó chẳng có dùng dãy đâu. Không có dùng dãy, nó hơi ngứa. Mày ngồi im đi. Rồi, cái lỗ tai bên này coi. Và sợ luôn. Ngứa tao cũng phải xoa cho mày thôi. Các bạn đừng nhỏ trực tiếp vô lỗ tai nha. Mình nhỏ xung quanh cái vành tai để cho nó tự chạy xuống. Là nó sẽ rụng hết. Cái này sẽ rụng nhanh lắm. Một ngày sau đã rụng à. Anh rác à. Coi chân có bị gì không coi. Chân chưa, ở đây bị nè. Thôi được rồi. Được rồi, tôi đem về về. Xong rồi vô tắm liền thì ngứa. Tao cũng ngứa nữa chứ. Nói thẳng luôn, anh chữa nó bớt, em bao nhiêu tiền em cũng đưa. Thì tán thiệt, anh không cần em đưa tiền. Anh chỉ cần em chăm sóc cho đàng hoàng thôi. Để cho mình đã nuôi kiển rồi mà mình nuôi vậy nó còn lây qua người mình nữa chứ, em đừng có đùa. Rồi đi về đó, thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn luôn là ghẻ là một trong những cái loại bệnh nội ngoại ký sinh trùng. Nội ngoại ký sinh trùng thì có nấm ghẻ thôi,
nhưng mà ghẻ thì nó rất là dễ trị hơn nấm, tuy nhiên nó ra rất là nhanh, cho nên là mình cũng cố gắng mình trong quá trình mình chăn nuôi mình phòng ghẻ, phòng nấm để cho con thỏ mình sạch sẽ để nó phát triển. Khi mà một con thỏ nó bị như vậy rồi á thì rất là chậm lớn và càng ngày càng ốm, mà để lâu quá là nó chết luôn á. Nó các bạn ơi, mới có 2 ngày mà có kết quả rồi này các bạn nè, các bạn nhìn thấy không? Kìa cái cục trong lỗ tai của nó kìa, cái cục trong lỗ tai của nó bung ra này các bạn, lượm vô gọi là ngâm rượu. Ta đây quay các bạn coi, ghê lắm, ghê không các bạn, ghê thiệt. Nè, nó bung trong lỗ tai, nó đã bung ra rồi đó, bung ra rồi đó, đi coi. Ôi sạch sẽ kìa quá, nó vẫn còn ngứa, nó vẫn hung hăng. Tai bên này thì khô nè, đưa đây tôi coi nè các bạn, bung ra nè. Úi da, đừng có cắn tao nha cha nội, ảnh ngứa ảnh á, tại vì mình cho thuốc vô là nó ngứa á, ngứa cái nó bung ra á các bạn. Mới ngày thứ hai thôi các bạn à. Còn bà bên này nè, bà bên này coi sao mà im lặng rồi. Bà bên này thì cũng bung ra khô này các bạn, khô mà nó bung, nó ngứa. Tại vì cái bà bên này ít hơn, nó gãi, cái nó rớt xuống đây à. Nè, nó rớt từng mảng này các bạn thấy không? Chứ nó không đóng cục như cái bà kia. Cái bà kia cục to quá mình mới thấy được á. Liệm ra lên đây còn cục nè. Cái cục này là cái cục ghẻ của nó, để lâu quá lấy tay của mình nè, thấy không, xếp lớp ghê thiệt. Nói gì bạn, đưa coi lỗ tai ai, nó ngứa, rất là ngứa. Cũng gần sạch rồi này các bạn, mày cứ để im không, tôi trả mày về bây giờ. Trả mày về bây giờ, trả mày về địa phương bây giờ. Đó. Rồi, từ để im nó coi mà. Tầm khoảng nó ngứa, nó cứ gãi. Các bạn thấy gãi không? Gãi, gãi là rớt. Này rớt rớt này. Gãi là rớt rớt xuống. Đó, ngứa gãi. Khoảng tầm 2 ngày nữa thôi là nó ổn sạch sẽ luôn, nó mướt mát trở lại, khỏi cần phải đi cạo tóc, cạo mặt lấy tay. Ở đây tỷ đô cái tóc lấy tay cho nè, bung bung một cục là một cục tràm tay luôn nha, mà nó gãi gãi nó ngứa. Tại vì cái này mình làm biến, mình không tự lấy, mình khoèo ra thì nó đỡ lắm, nhưng mà nó đau chảy máu, để từ từ nó sẽ bớt, từ từ nó sẽ không chảy máu. Bà bên này thì bà ít hơn nhưng mà khô luôn nè, khô queo nè, bung nè các bạn, khô bung nè nè, thấy không? Nếu mà gỡ ra thì nó cũng ra nhanh à, nhưng mà đâu cần gỡ đâu, nó tự bung à, nó thuốc vô là bung à, nè khô nè thấy không, thuốc vô là bung à. Mày để tao coi, tao trả mày về địa phương vậy này, khô hết rồi. Nhưng mà ở trong nó dính vào mảng giống như là ấy vậy. Nhưng mà phải, nếu chịu khó thì mình ra cục nó này. Nè, ha. Chịu khó thì mình làm vệ sinh cho nó, nhưng mà thực tế thì để về chừng 3-4 ngày nữa đã rụng, rụng sạch luôn. Chứ đâu có còn ấy nữa đâu. Bà này thì mới nặng quá. Bà này thì quá nặng. Tao rất là cho một miếng này. Thấy mình cũng ghiền đúng không bạn? Gọi là ghiền vệ sinh cho nó. Bùm lum hết. Ảnh ngứa ngáy ảnh muốn. Ảnh
anh muốn 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 quậy phá vậy, anh ốm, người anh ốm. Mà cứ đưa tao coi đi, muốn gỡ quá à. Mà gỡ nó sợ chảy máu ở đâu, để nó tự nhiên thì hay hơn, để tự nhiên thì hay hơn. Thì đưa tao coi xíu coi mày làm gì ghê á. Ui dạ, dạ, muốn cắn tao, nó bị chết á, ngứa các bạn. Cái nó muốn cắn mình không à. Thôi để cho nó sạch sẽ luôn rồi mình quay phim cho bạn xem một lần luôn nha. Rồi xin chào các bạn nha. Thì mình quay lại video sau 7 ngày các bạn xem nè. Mình được rồi. Thì bắt nó ra luôn cho rồi. Đây nè. Nó vợ phụ vợ. Vợ lấy lỗ tai ra cho mọi người coi. Đó. Lỗ tai này thì từ cái này là nó máu á, nó bung ra cái nó ra vết máu á, nó ngứa nó gãi. Coi trong lỗ coi. Trong lỗ còn một ít à. Còn bên này. Quay bên này cho đây này, nó máu á, nó bung ra hết rồi nhưng mà nó ngứa nó gãi, ngứa ở trong đây thì sạch hơn xíu này. Đó, lỗ mũi. À bữa đó con này không lỗ mũi không có, chân. Chân bung ra hết rồi sạch sẽ này thấy không? Bên này coi. Chân bên này cũng vậy. Hai giá ta đùng. Rồi bây giờ xin phép là trả về cho chủ mới. Còn con này thì không nói nữa, tại vì con này bữa hổm nó bị ít hơn. Nó bị ít hơn thì nó sạch bon à. Nó bị ít hơn thì nó bung ra hết rồi. Nó bung ra hết rồi, bung ra hết rồi này. Chứ nó không còn nữa. Đó. Thì cái video đó là mình vừa quay mình vừa trị cho chủ nó, xong rồi là mình cũng hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Thôi thì bây giờ mình kết thúc video ở đây. Thì sau 7 ngày thì nó đã ok trở lại. Được chai. Rồi bây giờ mình xin trả về cho họ đây nha. Xin chào.